Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin thành lòng đọc lại tiểu sử ông Hai Trần Văn Nhu năm 1847, năm 1914. A. Thân thế. Ông Hai Trần Văn Nhu là con trưởng nam của Đức Cố Quảng Trần Văn Thành và bà Nguyễn Thị Thạnh, sanh tại làng Bình Thạnh Đông, Tổng An Lương, tỉnh Châu Đốc, năm Đinh Mùi, năm 1847. Cuối đời vua Thiệu Trị, năm thứ bảy, và vào khoảng vua Tự Đức mới lên ngôi. Bởi ông thứ hai, cho nên hồi còn thanh niên, người ta kêu là cậu hai, và khi có tuổi thì gọi là ông hai. Ông hai hơi nhỏ người, hình vóc ốm yếu, nước da trắng, trán cao, tóc hơi giận sóng. Cạnh hàm bên hữu có một nốt ruồi. Lúc trở về già thì râu thưa, bạc qua râm, nhưng răng còn chắc. Ông cưới vợ tại Thị Đam, làng Bình Thạnh Đông, Tổng An Lương, tỉnh Châu Đốc. Tên là gì, võ hỏi chưa thấy ai biết. Ông bà sanh được hai người con, một trai, một gái. Trai trưởng tên là Trần Quang Nhơn, tục gọi là cậu hai cả. Và người gái tên là Trần Thị Sinh. Bản sinh trong một gia đình, danh gia, vọng tộc. Ông hai được học hành rất giỏi về chữ Nho. Khi Đức Cố Quảng cầm binh chống Pháp, ông hai có tập luyện nhiều võ nghệ và theo cha đánh giặc. B. Tạo Bủ Hương Tự. Từ khi Đức Cố Quảng bị quân Pháp bao vây và mất tích năm 1873, tấm thân ông hai thật là truân chiên vất vả. Nào lo phụng dưỡng mẹ già, nào lo tìm đường ẩn tích mai danh. Vì quân Pháp thuở ấy nã tróc ông rất gay gắt. Họ truyền rao, ai bắt được thì trọng thưởng chức tước bạc vàng. Nên ông phải nay nơi này, mai giờ chỗ nọ, không có lúc nào được yên. Trải một thời gian gần 20 năm như vậy, tình thế mới lần lần êm dịu. Ông hai bèn trở về trại ruộng Bủ Hương Cát, tiếp tục thi hành sứ mạng đạo đức mà Đức Phật Thầy và Đức Cố Quảng đã làm ngày xưa. Mùa thu năm Đinh Dậu năm 1897, một hôm, ông hai đang ngồi trên chiếc võng, thình lình nằm phệt xuống rồi liệm đi như người đi thiếp. Luôn như thế ngót ba ngày, không ăn uống, nói năng chi hết. Khi tỉnh dậy, hào quang chiếu sáng tỏ khắp trên mái nhà. Nhiều người súng lại mừng rỡ và hỏi han. Ông hai bảo: Phật dắt hồn tôi đi dạy đạo và cho tôi lập chùa thờ Phật. Thế là sau ngày hôm ấy, ông hai sửa soạn cây cối và qua năm Tân Sửu năm 1901, ông bắt đầu xây dựng ngôi chùa. Để khỏi phải quyên tiền của bá tánh thập phương, ông hai bán chiếc ghe sáu bổ, tục gọi là ông Sầm, của Đức Cố Quảng và vàng vòng của bà Cố để tiêu dùng vào việc cắt chùa. Chùa này rất rộng, bề dài 20 thước, ngang 18 thước. Khi xong lấy tên là Bủ Hương Tự. Trong một dịp có đông đủ tín đồ, sau khi chùa dựng xong, ông hai có tiên đoán: Tôi cắt chùa đây là cắt lấy nền, chớ sau này chỉ còn đống gạch mà thôi. Từ đây ông hai dùng cái ấn Bủ Sơn Kỳ Hương của Đức Cố Quảng do Đức Phật Thầy ban cho, mỗi năm in phái phát ra một lần cho các tín đồ, và đồng thời phát phù trị bệnh, tế độ quần sanh. Mặt khác, ông tìm cách dưỡng nuôi, che chở các chiến sĩ cần vương,
ngày xưa đã tụng kinh theo đức Cố Quảng, để những người ấy được an ổn tu hành, khỏi phải trôi nổi lạc loài nữa. C. Ông Hai lâm nạn. Ngoài một số tín đồ lớn lao rải rác theo các tỉnh miền Tây Nam Việt, ông Hai thợ ấy còn có nhiều người con nuôi thân tín thường trực tại chùa. Trong số con nuôi ấy, nay chỉ còn biết được có 6 người là Văn Đậu, Văn Binh, Văn Quyện, Văn Chánh, Văn Quý và Văn Đăng. Những người này chắc phát làm ăn, chuyên lo tu tịnh, nên được ông Hai tin cậy giao phó coi chừng những công việc quan trọng trong chùa. Vì vậy mà có tên Nguyễn Văn Phẩm, tục gọi là Sáu Phẩm, là cháu của ông Hai, cháu ngoại của đức Cố Quảng, con bà Sáu Trần Thị Núi. Đem lòng ganh tị, thường nghĩ ngầm mưu này thế nọ để phá hoại công việc của ông Hai. Ngày 21 tháng 2 năm Quý Sửu năm 1913, nhân có cuộc lễ kỷ niệm ngày chiến đấu anh dũng của đạo binh Gia Nghị, và cũng là ngày đức Cố Quảng mất tích, Phẩm bèn lén ra Châu Đốc nhờ xã Mão và Đội Khôi là những kẻ làm việc cho pháp thợ ấy, làm dùm đơn đoạn thẳng vào tỉnh Đường báo với nhà cầm quyền pháp rằng ông Hai hiện đang quần tụ tín đồ đông đảo để mưu cuộc khởi nghĩa phục quốc. Nếu kéo quân vào bao giây mà không có, Phẩm cam đoan sẽ chịu tử tội. Thế là trưa hôm ấy, vào giờ ngọ, ông Hai đang hành lễ, bỗng có một tốp lính tráng đông quầy kéo đến. Từ bao giờ và dây chặt quanh chùa, trong khi có hàng trăm người tụ họp, thấy số người đông đảo, quả thật như lời Phẩm báo cáo, bọn lính không cần tra hỏi hư thật, áp vào bắt trói được 56 người. Nhưng theo lời kể của ông Nguyễn Văn Tịnh, thì trong vụ này bị bắt là 83 người. Nhưng ông Nguyễn Văn Tuấn là người có bị bắt trong vụ này kể lại, khi vào khám, ông Tuấn chỉ thấy có 56 người. Có lẽ trong lúc bắt quả thật là 83 người, xong về tỉnh thì được tha bớt đó chăng. Và xót chùa chiền tìm kiếm ông Hai và những người đệ tử có tên tuổi khác. Lúc ấy, ông Hai nhờ có ông Trần Văn Chánh, tục gọi là Hai Chánh, là con nuôi của ông Hai, thừa lúc lộn xộn đông người, lén cổng ra cửa sau thoát được. Trong tớp người bị bắt có ông Nguyễn Văn Tuấn, là con trưởng của ông Ba Thới, và ông Chủ Khả, người đứng xin phép cắt chùa, đều bị giải về Châu Đốc tống giam. Tòa Châu Đốc kêu án mọi người 13 tháng tù ở, trong đó 36 người chịu án, còn lại 20 người kia chống án. Trong số này có ông Nguyễn Văn Tuấn, là con của ông Ba Nguyễn Văn Thới, đều bị đài ra Côn Đảo. Khi mãn hạn tù, có ông Chủ Khả, vì trách nhiệm của ông là trước ông đứng đơn xin phép cắt chùa, nên khi mãn hạn tù, chúng buộc ông phải đứng ra dỡ chùa. Đúng như lời tiên đoán của ông Hai ngày trước, tôi cắt chùa là để lấy nền, chớ sau này chỉ còn đóng gạch mà thôi. D. Bước bôn đào của ông Hai. Khi ông Hai nhờ có ông Trần Văn Chánh cõng ra khỏi vòng dây, thầy trò cùng rẽ sậy lần đường chạy xuống, ẩn vào một góc bẫy thưa cách xa chùa một đội để lánh nạn và chờ nghe động tịnh. Nơi đây ông Hai còn nhận được một loạn tóc của Sáu Phẩm gửi xuống để tỏ lòng ăn năn hối tiếc việc làm của mình là bậy, và xin thề với ông Hai rằng thật tâm Phẩm không có ý muốn hại ông Hai. Nhưng ông Hai gạt đi mà nói rằng nó chặt đầu cũng không tin được, đừng nói chi chuyện cắt tóc. Hôm ấy
Không người đem cơm nước, ông hai phải nhịn đói suốt ngày. Ông hai ôn lại chuyện tan vỡ vừa rồi và chạnh nhớ đến những lời của mẹ mà mũi lòng rơi lệ. Mẹ ông hai kể lại mẫu chuyện khi Đức Cố Quảng Trần Văn Thành gặp Đức Phật Thầy Tây An. Đức Phật Thầy Tây An ngày xưa có tiên tri với Đức Cố Quảng rằng: con của ông sau này sẽ có người làm rạng rỡ cho nền đạo. Tín đồ rất đông, nhưng có lần bị nạn, phải chịu đói suốt ngày tại góc bảy thưa. Bà Cố lúc sanh thời thường đem chuyện ấy mà nhắc nhở ông hai. Nay đúng y như thế, ông hai nhớ lời mẹ mà tủi lòng. Chiều lại, ngày 22 tháng 2 năm 1913, có ông Nguyễn Văn Trà, vốn là một môn đệ trung thành của ông hai, sau khi dò biết thầy mình thoát thân được và hiện đang lẩn tránh tại góc bảy thưa giữa đồng láng, liền mượn trâu của ông Năm Lực đem vào rước ông hai đi tắt ra cái dầu, rồi kiếm ghe lén chở ông nội trong đêm ấy thẳng xuống Kiến An, Long Xuyên, ngụ nhà Phan Thị Lới, tục gọi là cô Tám Lới. Trong chuyến đi này, Châu nhiều lần bị lạc, nhờ có thằng Hổ đến đi trước dẫn đường nên mới kịp ra đến cái dầu. Trời vẫn còn khuya, không ai hay biết. Ở nhà cô Phan Thị Lới hai ngày thì bị người lẻo mạch. Ông hai phải dờ sang nhà ông Lê Văn Nhượng, rồi đến nhà ông Hương Sư Nguyễn Văn Ca. Sao nhờ có nhiều người môn đệ trung thành là ông Phan Văn Cậy, Bếp Lan, Chính Chức, Tư Oai, mưu tính cùng nhau, dọn thiền đưa ông hai thẳng lên Nam Vang lánh nạn. Hồi này Pháp ra lệnh tìm bắt ông hai rất gắt, nên mặc dù lên tận Nam Vang, ông hai còn phải cải trang, mặc đồ chệch, mua một chiếc ghe của người khách trú để cho khỏi sự nghi ngờ. Ngày rằm tháng 4 năm 1913, liệu ở Nam Vang lâu không tiện, nên ông hai lại cùng ông Nguyễn Văn Tịnh trở về Cần Thơ nương ngụ nơi nhà ông Nguyễn Văn Dị. Ở đây được gần một tháng, lại giờ về nhà phó xã Tám trong ngọn Bình Thủy, và sau rốt đến nhà Sáu Ngộ ở Ba Ngọn Ba Voi thuộc quận Trà Bang, tỉnh Rạch Giá. Trên bước đường bôn đào khổ cực, người ta thấy ông hai vẫn bình tĩnh như thường. Thỉnh thoảng ông hai có nhắc nhở những lời tiên tri của Đức Phật Thầy và ông bà Cố Quảng cho tín đồ nghe để khuyến khích thêm về sự tu hành đạo đức. E tịch ở Trà Bang. Khoảng mùa hè năm Quý Sửu năm 1913, ông hai về nhà Sáu Ngộ ở Trà Bang. Vì thờ thế bắt buộc, ông đành phải mai danh ẩn tích luôn ở đây. Lúc ấy, trừ một số tín đồ thân tín ra, không còn ai biết được gì về tin tức của ông hai nữa. Đầu xuân năm Giáp Dần năm 1914, ông hai kêu ông Nguyễn Văn Tịnh lại gần mà nói rằng: sau này ta chết, không có chết bậy. Thở xưa Đức Phật Thầy trước khi viên tịch có xưng hai chân, ngài kêu ông chủ chùa vào rồi viết một chữ tử mà hỏi là chữ gì. Ông chủ chùa đáp là chữ tử. Ngài nói luôn: hễ tử thì tán nghe. Thực xong câu chuyện của Đức Phật Thầy, ông hai nói tiếp: thầy Văn Tiên xưa kia cho Văn Tiên ba điệu phù mà thôi, còn thầy ta cho ta đến bảy điệu. Những câu nói ấy nào hay là lời di chúc. Ba tháng sau, ngày 25 tháng 3, ông kêu hết mấy người tín đồ tòng vong lại mà cho hay rằng ông sắp tịch. Vậy khi tịch rồi thì hãy bó lại bằng bảy miếng tre rồi chôn mà thôi, đừng sắm hòm rương chi hết. Thế là trong ngày hôm ấy, ông hai liễu ngộ, thọ được 67 tuổi.
Trong lúc tinh thần đầy đủ không bệnh, chỉ có sưng hai bàn chân như Đức Phật Thầy. Tình thầy nghĩa tớ bơ vơ trong xứ lạ quê người, anh em bổn đạo chẳng nỡ chôn cắt lõa lồ. Cho nên đồng chịu lỗi với thầy rồi, cho cô Năm trà ban, đi ra cái răng nhắc hòm đem về để chôn cắt. Sau hai ngày chờ đợi đi mua và sơn hòm, xác thịt ông Hai vẫn dịu mềm như người đang ngủ. Trong miệng lại có mùi thơm bay ra bát ngát cả chung quanh. Khi sửa soạn tặng liệm, thình lình trong hòm đang để ngoài sân có tiếng nổ lên vang dậy. Ai nấy kinh hồn mới hay rằng vì cãi lời thầy cho nên mới có điềm bất lành ứng hiện như vậy. Bèn kéo vào trước linh thể của ông Hai, xin thọ tội mà làm theo lời ông dặn. Cuộc lễ an táng cử hành im ấm tại Trà Ban vào ngày 28 tháng 3 năm Giáp Dần năm 1914. Hồi trào Pháp, địa danh nơi đây thuộc quận Trà Ban, tỉnh Rạch Giá xưa, nay thuộc ấp 4, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Sau ba ngày, ông Hai tịch diệt, xác thịt tuy đã trả về cho đất, nhưng công đức và sự nghiệp của ông Hai vẫn còn tồn tại mãi với non sông. Lúc thanh niên, ông khoác mảnh nhung y để bảo trì cương thổ. Khi về già, lại đem đạo giúp đời, cứu khổ muôn dân. Ông thật là một bậc quán thế siêu phàm, phát tích tại vùng Thác Sơn trong khoảng đầu thế kỷ 20 vậy. Ngày nay, ngôi chùa Bủ Hương Tự được trùng tu và trở thành đồ sộ uy nghiêm. Cuộc lễ khánh thành ngày 11 tháng 9 năm 1954 chứng tỏ rằng sự nghiệp của ông Hai vẫn được người đời hinh hương tưởng niệm. Tóm tắt tiểu sự của ông Hai, tôi đọc đến đây là hết. Nam Mô A Di Đà Phật.